Mình hiện đang làm dev frontend cho dự án kiểm toán nhà nước. Em đang làm ở vị trí lập trình viên Java và hiện tại là dự án em đang làm là dự án HipTap. Em đang làm developer .NET và hiện tại là em đang làm cho dự án kiểm toán nhà nước. Em tên là Trang, em làm tester. Xin chào, mình là Tân Thái Soát. Mình đang làm về dev mobile, về cụ thể là đang làm về React Native tại chi nhánh NCC Đà Nẵng. Mình đang làm ở vị trí frontend developer. Tính đến nay thì mình gắn bó với NCC được khoảng 1.5 năm rồi. Mình vào đây là từ tháng 6 năm 2018. Em bắt đầu vào làm việc ở công ty vào tháng 5 năm 2018 ạ. Tính đến nay là em gắn bó được hơn 1 năm. Em vào từ tháng 8 năm 2018. Em bắt đầu làm ở NCC từ tháng 5 đến bây giờ là hơn 6 tháng rồi ạ. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình gắn bó với NCC đã được hơn 1 năm. Chính xác là 1 năm 2 tháng, mình vào hồi tháng 10 năm ngoái, 2018. Mình đã làm trong NCC được hơn 5 rồi. Về ấn tượng về NCC thì đầu tiên là phải kể đến là môi trường làm việc. Mình thấy khá là thoải mái về thời gian cũng như là phong cách làm việc. Các sếp thì vui tính. Thứ hai là về khả năng học hỏi thì mình được chỉ bảo rất nhiều từ những người anh đi trước. Do vậy là mình đã tiến bộ rất nhiều trong khoảng thời gian làm việc ở đây. Ấn tượng với công ty thì khá là nhiều. Cái ấn tượng nhất đối với em là môi trường làm việc khá là năng động, trẻ và mọi người khá là hòa đồng và rất chi là thoải mái và giúp đỡ nhau rất nhiều. Những ấn tượng ở NCC thì cũng là hơn 1 năm rồi thì rất là nhiều. Còn ấn tượng đáng nhớ nhất thì tất nhiên là các sếp dễ tính, rất là dễ tính. Môi trường làm việc thì thoải mái, thời gian cũng thoải mái. Môi trường làm việc năng động, mọi người thì hòa đồng. Thế là ấn tượng của em là như vậy. Mặc dù là mới làm ở NCC được hơn 6 tháng, nhưng mà thật sự là em thấy NCC như là một gia đình đối với em ạ. Về mọi người trong công ty, về đồng nghiệp ấy ạ, thì anh chị rất là thân thiện, hòa đồng, giúp đỡ em rất là nhiều. Còn về môi trường thì đây thật sự là một môi trường để em đáng làm việc, được học hỏi, được thể hiện bản thân rất là nhiều ạ.
Trong có thời gian làm ở agency mình có rất nhiều ấn tượng. Trong đó có một số ấn tượng mình nhớ mãi là cái đợt chuyển từ Green Star sang Ecoline. Mọi người đoàn kết vận chuyển đồ, mỗi người một công việc, rất là vui vẻ. Kỷ niệm thì có nhiều, nhưng mà mình nhớ nhất là đợt company trip. Khi mà tàn tiệc ấy, thì mấy anh em có rủ nhau ra bãi biển ngồi tâm sự, cùng nhau uống rượu mực, rất là vui. Kỷ niệm thì cũng khá nhiều, nhưng mà có thể kỷ niệm đáng nhớ nhất là đợt đi company trip với công ty tại Cửa Lò. Thì em thấy công ty khá là vui vẻ và tham gia các hoạt động rất chi là sôi nổi. Kỷ niệm của em thì rất là nhiều, nhưng mà đáng nhớ nhất chắc là lần em đi team building cùng với team ở Cửa Lò và em uống say. Lúc đó thì em gặp chị Huệ thôi. Và có nữa là khi mà em còn ở trong dự án của em và em đã bị em đã kiểu xóa nhầm DB khách hàng á. Rất may mắn là leader của em thì cũng không trách thì nhiều. Đéo tin. Trong quãng thời gian làm việc ở đây thì NCC để lại cho em rất là nhiều ấn tượng. Và cái mà em cảm thấy ấn tượng nhất đấy là ở đây mọi người tổ chức tập thể dục giữa giờ. Sau cái thời gian làm việc rất là căng thẳng. Trong khoảng thời gian mà mọi người ôm máy tính rồi phải code, phải test thì mọi người có thể đứng lên tập thể dục cùng nhau. Nó thể hiện tinh thần đồng đội ạ. Và có thể cảm thấy khỏe hơn, làm việc hiệu quả hơn. Những kỷ niệm thì đa số là về những buổi seminar cuối tuần thôi. Mọi người lên học hỏi kinh nghiệm, trao đổi vui vẻ, không có gò bó. Năm 2020 đến rồi thì chúc ECC sẽ ngày một phát triển hơn nữa, mở rộng thêm nhiều chi nhánh và ký kết được nhiều hợp đồng trong và ngoài nước. Em chúc công ty là càng ngày càng phát triển, mở rộng nhiều chi nhánh và sẽ ký kết được rất nhiều hợp đồng ở khách hàng trong và ngoài nước. Trong 2020 thì em chúc công ty luôn luôn phát triển và mở rộng nhiều chi nhánh. Trong năm 2020 thì em chúc cho công ty mình ngày càng lớn mạnh, thành công vượt trội, đột phá thành công ạ. Trong năm mới chúc công ty ngày càng phát triển, ban quản trị và nhân viên ngày càng có sức khỏe dồi dào, để đảm bảo ổn định, luôn luôn làm đúng theo những gì mình estimate. Lời chúc đặc biệt thì mình xin dành tới tất cả mọi người. Chúc mọi người một năm mới thật nhiều sức khỏe, vui vẻ và an khang thịnh vượng. Hy vọng rằng bữa tiệc NCC Countdown ngày hôm nay sẽ là một trong những cái kỷ niệm mà mọi người không thể nào quên trong quãng thời gian làm việc tại đây. Em sẽ nhắn gửi đến anh Thiên, bởi vì anh Thiên đã giúp đỡ em trong năm qua khá là nhiều. Bởi vì anh Thiên cũng gia đình Thiên cũng vừa chào đón một thành viên mới, thì em chúc gia đình Thiên là sau năm mới gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc và an khang thịnh vượng. Lời chúc đặc biệt đến bạn chàng trai nhút nhát, thì em chưa biết được là bạn này là bạn nào, nên là nếu mà nghe được cái này thì mong bạn liên lạc với mình nhé, để mình cảm ơn bạn. Em muốn gửi lời chúc tới tất cả anh chị em ở trong công ty một năm mới thật là nhiều niềm vui, làm việc thật là hiệu quả và đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Đặc biệt thì chắc không có, nhưng mà mình sẽ chúc đến tất cả nhân viên NCC thì chúc mọi người năm mới có sức nhiều sức khỏe, rồi thành công và làm việc đầy nhiệt huyết và luôn luôn vui vẻ, xinh đẹp. Chúc mừng năm mới NCC. Chúc mừng năm mới NCC. Chúc mừng năm mới NCC.
Chúc mừng năm mới NCC. No more chain. The fireworks are through. Here we are. Anh Nhàn chào mọi người đi. Không hề sung sướng nha mọi người. Thằng này thì chắc phải chỉnh sáng mắt. Happy New Year, Happy New Year, may we all hai ba. Mình đang mới SCC cơ mà mẹ. Nói lại đi.